Trong đời sống hiện nay, việc một số gương mặt trở thành người nổi tiếng nhờ Internet và mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt. Trên thực tế, tầm ảnh hưởng của những cá nhân trên không chỉ dừng lại ở thế giới ảo mà còn tác động trực tiếp tới một bộ phận xã hội, nhất là những người dùng các thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là điện thoại thông minh. Và điều đáng lo ngại là vì mục đích duy trì sự nổi tiếng và những toan tính cá nhân, nhiều ngôi sao mạng xã hội đang không ngần ngại ra sức cổ suý người hâm mộ hướng vào lối sống phù phiếm và đề cao giá trị vật chất. Từ khi ra đời đến nay, mạng xã hội luôn được coi là môi trường lý tưởng để những tài năng chưa gặp thời tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Dù vậy, môi trường này đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, cạm bẫy khi cho phép người dùng phô bày công khai những thói hư tật xấu và khuyến khích các trào lưu dung tục phản cảm. Nếu không kịp thời ngăn chặn những hành vi, cá nhân này sẽ là thứ thuốc độc đe dọa và có nguy cơ làm chệch hướng sự phát triển của thế hệ trẻ. Chính vì vậy, hãy sử dụng mạng xã hội thật văn minh để cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và an toàn.